Chào anh em nha. Giới thiệu đến anh em tác phẩm đầu tay của vườn lan Linh Yến, một bức gọi là công hoa phù dung gỗ liền khối bằng lu khá vàng. Đây anh em mình vừa mới hoàn thiện xong và đang trong quá trình tẩy nhựa và hút mủ nhá. Hút mủ hút nhựa ra, sau đó là sẽ cho anh em xem nó sẽ vàng sụn và vàng rất là đều. Bức này là lu bốn mặt luôn. Chiều cao của bức này là tương đương với 1m70. Chiều rộng này là ấy mình áng chừng được ra vào khoảng độ 1m rưỡi, liền khối và không chắp nhá, lu bốn mặt luôn, liền khối các bác, rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Đây còn rất nhiều tác phẩm luôn. Đây là pho di lạc cửu đồng tùng đục rất là chi tiết sắc nét này. Đây đào đây mình đang cho anh em vào hoàn thiện các đường bóng từng đấy. Thỏi vàng này không có chuyên chắc nhưng mà là liền khối, kể cả là nghê liền khối hết. Để mà tìm được một tác phẩm thứ hai ở khu vực miền Bắc mình như này thì thực sự rất là khó luôn. Tiếp đây theo là để mộc. Đây là đang để mộc nha anh em nhé, chứ chưa có sơn si hay là keo gì cả. Nhà mình cam kết là hàng rừng Tây Bắc chứ không phải là gỗ nhập khẩu nhá. Anh em nhìn kỹ cái nét mặt, cái thần thái của cụ này cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đó, anh quay sát vào đây, chi tiết từng tiểu đồng đây, chín đứa trẻ đây, trường cửu, đây là nghê đây. Nói chung tuyệt vời, rất là hoàn hảo luôn. Đấy là trong cái cửa tiền để anh em có thể chơi được. Anh em nào có thiện chí mà muốn giao lưu thì inbox trực tiếp cho mình. Còn đây là một siêu phẩm, nó tên là lu miến, với chiều cao là 2m46 phân. Đấy, em đứng sát rồi. Chi tiết một đây, nét rất là hài hòa nhá, thợ đục rất tinh xảo luôn. Đây, anh quay sát vào những đường nét từ cái móng cho đến cái lông cổ mao. Đây thì sẽ đặt cái đồng hồ này các bác này, đặt đồng hồ. Đồng hồ và quả lắc là ở phía trong. Đấy, quả lóc là ở phía trong. Và đây là lu này, ôm lu này. Đây, tất anh cả bốn mặt đều là lu, cực kỳ là đẹp luôn. Cái này thì quá đẳng cấp luôn các bác ạ. Cái này thì bọn em sẽ vận chuyển tận nơi cho các bác. Bao vận chuyển, bao lắp đặt luôn. Đấy, bao vận chuyển, bao lắp đặt cho các bác. Và nếu mà anh em chơi mà khi mà cảm thấy cái này phải muốn phải đổi cát, muốn nâng cấp lên thì vẫn bên em vẫn nhận mua lại. Đấy, vẫn nhận mua lại các bác nhé. Bên em là giao lưu và trao đổi để cho anh em cùng đam mê thôi. Tại xưởng luôn nha anh em nhé. Gỗ đây, tại xưởng luôn. Tây Bắc mình luôn chứ không phải là gỗ nhập khẩu hay là... Còn giá cả thì các bác khỏi phải bàn rồi. Cái này hoàn thiện xong. Đảm bảo cam kết rẻ hơn thị trường. Đấy, đảm bảo là... sai không đúng như lời anh em giới thiệu. Đây không phải quảng cáo mà giới thiệu. Thì anh em tôi xin đền một gấp đôi luôn để cho anh em chơi cho thoải mái. Đấy, những tác phẩm nu... Hù hương này hù hương rồi là tuyệt vừa đối. Hương vừa sắc, thơm phết, quá thơm luôn các bác. Vừa có vân chun mà lại còn có cả mùi hương thơm rất là nhẹ nhàng. Em quay cho anh em một vòng, không thích lúc nào thì em sẽ báo giá trực tiếp luôn. Rồi, ok em. Cực kỳ chất và đẹp nhé các bác nhá. Đang xử lý hút nhựa. Đang xử lý để hút nhựa này. Chưa tẩy này. Tác phẩm đáng để sưu tầm, thật sự đáng để sưu tầm luôn. Còn rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật, nói chung là mình không nói dám là nói là cực kỳ là đỉnh cao, nhưng mà mình phải nói là cái tự động có 102 luôn. Bởi vì nếu không đụng hàng, đục những cái tác phẩm là không bức nào, không một cái pho nào, giống pho nào hết. Bởi vì đây là hàng đục tay, các nghệ nhân làm thủ công 100%, chứ không phải là giống như tranh hay là tượng CNC chạy trên nền máy thì 1000 pho giống nhau cả 1000. Đúng rồi, cái này thì không đụng hàng được. Mình chỉ có làm hoàn toàn những cái lựa theo cái thế gỗ để mình làm theo. Đúng rồi. Chứ hoàn toàn là không có một cái gì là phải gò bó cả. Gọi là để lựa chọn được những cái phôi như thế này, phôi ở cửa rừng như thế này là quá chi là đẳng cấp rồi. Ba vận chuyển trở về đến tận nhà cho anh em nhé. Anh em không ngừng ý có thể quay đầu trở lại. Ok. Đấy. Vẻ luôn. Nếu như không đúng như những gì mình đã giới thiệu trong video ngày hôm nay. Rồi, bác nào còn cần cái pho nào thì chúng em sẽ hoàn thiện và sẽ quay trực tiếp. Đấy, và báo giá trực tiếp cho các bác từng pho. Thí dụ bây giờ em báo cái này là pho số 1 này nhá. Em đi vào từng pho luôn nhá. Đây là pho số 1 này.
đấy thì tổng thể của nó thì cực kỳ là sắc nét và chất. Đây là đang chờ nắng lên để anh em tẩy, đang hút nhựa xong thì để đấy thì bây giờ là em là cũng cổ phần vào rồi. Đây để làm bên xưởng mục đấy. Thì em thì nói thật là em là cũng bên lan đấy, nhưng mà nghĩa là anh em cùng cổ phần với nhau. Nếu như các bác mà cần thiết thì em sẽ cho số của địa chỉ, số của nhà ở xưởng mộc đây. Đấy, đây là pho số 2. Bức số 2 nhá. Đấy, công số hoa phù dung nhá. Từng chi tiết một. Đấy, công hoa phù dung này. Từng chi tiết một rất là sắc nét và đây là bức số 2 nhá. Là tự nhiên luôn, không hề phải gò hay là ép vá gì cả. Đây là lu khá vàng và sau khi mà tẩy lên thì nó sẽ vàng suộm vàng như cái màu của cái gỗ rổi như thế nào, mà cái rổi rồi gang như thế nào, thì cái lu vàng lu kháo này nó lên y như vậy luôn. Anh em cứ chờ đợi khoảng một tuần nữa thì mình sẽ đấy, một tuần nữa là sẽ khác ngay. Đây là pho số 2 nha, công đây hoa là phù số dung. 2 này, công hoa phù dung, công hoa phù dung này. Đây là pho di lạc và 9 tiểu đồng. Đấy, di lạc và 9 tiểu đồng nhé. Đây nha anh quay, đây chiều cao tương đương với cả 1m70, đường kính là 146. Lấy tất cả các cung số đẹp, cung tài lộc để đưa vào trong không gian đấy. Nhà thần thái của cụ cực kỳ là tuyệt vời luôn. Từng cái chi tiết một nhá, anh quay đây là pho số 3 này. Đây là pho số 3 các bác nhá. Đó, đây còn tác phẩm em rất tâm đắc nữa là cái đồng hồ. Đồng hồ công hoa phù dung. Em đứng lại là đồng hồ công hoa phù dung. Trên này là một cái đồng hồ và nhập khẩu nguyên chiếc nha, là đã mua 3 triệu hay 3 triệu rưỡi rồi đó. Rất cao cấp luôn, về đến Thanh Hóa cho em là gần 4 triệu. Một cái đồng hồ như này mà để gắn vào một cái tác phẩm như này thì nó phải hài hòa cân xứng, giống như y phục thì sành với ý đức vậy các bạn. Nếu như anh em nào có thiện chí muốn mua và giao lưu, muốn mua và giao lưu để nâng tầng đẳng cấp, mà khi chơi chán mà không muốn chơi nữa, muốn giao lưu để mà đổi kho khác, bên em vẫn nhận trao qua đổi lại cho đấy, anh em vẫn nhận trao đổi lại, nâng tầm. Anh quay sát vào cái chi tiết các cái cành tùng này cho em. Đó, cành tùng này. Đây, cành mai này. Đấy, trên này là công hoa phù dung, đấy là tượng trưng cho cái hạnh phúc viên mãn. Anh em nào có gia đình hay là có vợ con rồi thì cũng sẽ cần sự ấm áp hơn trong cuộc sống. Ai nguyên khối mà gọi là ôi giờ nhé. Các bác nhìn là cái nu là cái đuôi luôn này. Đấy, cái nu là cái đuôi luôn nhá. Quá tuyệt vời luôn, đúng là con mắt của người nghệ thuật tuyệt vời. Chúc anh em có một ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Và rất mong được anh em ủng hộ. Không mua thì cho em một like và chia sẻ đến nhiều anh em trong hội nhóm. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi ok, và trước mắt thì em lên là 4 mẫu này trước. Đây còn một mẫu này nữa này. Lên cái mẫu này. Đó. Đây là lu khá vàng, em đang chờ nắng để em tẩy đây. Anh em xem kỹ. Đây là ôm đá luôn bác nhá. Tôi giờ bức ôm đá này này. Một hú vàng này, các bác nhìn cái nu của nó này. Cái vân nu của nó này. Ui giời. Đây, bị vỡ mất một chút mà vàng nó đang ra lòi ra đây. Các bác thấy chưa? Bức này thì tuyệt vời luôn, hình như là bức này đang có khách đang đặt rồi thì phải, nên là anh không giới thiệu rồi sao ấy. Mang thịnh vượng và được rồi, cái này thì em sẽ làm việc sau. Các bác nhá. Đấy thì cần thiết làm việc trực tiếp với chủ xưởng thì em sẽ cho số chủ xưởng ở đây. Đấy, các bác sẽ làm việc trực tiếp với chủ xưởng luôn. Đấy thôi, em xin chào các bác nhé. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ các bác nhé.